các phát minh thú vị của Gia Cát Lượng Gia Cát Lượng vì quân sư thời hậu hán là hóa thân của trí tuệ, ông tối hiểu trời đất dụng binh như thần, không những thế trong cuộc đời của mình, ông còn sáng chế ra vũ khí và vật dụng mà một trong số đó còn được sử dụng tới tận bây giờ. Nỏ Liên Châu Thời Tam Quốc thì quân ngụy của Tào Tháo rất giỏi kỵ binh để đối phó với kỵ binh của nước Ngụy. Gia Cát Lượng đã từ nỏ Nguyên Nhung cải tiến ra loại nỏ Liên Châu mà ngày xưa thì quen gọi là nỏ Gia Cát. Loại nỏ này tên được làm bằng sắt dài 8 tấc, mỗi nỏ bắn liên tiếp ra 10 mũi tên. Nỏ này còn được gọi là nỏ Thôi Sơn, uy lực mạnh mẽ và được xem là binh khí hàng đầu lúc bấy giờ Năm 1964, thì các nhà khảo cổ học đã khai quật được ở xã Thái Bình, gần chỗ thành đô Máy Nỏ Bằng Đồng, ghi lại được làm vào ngày 30 tháng 2 năm cảnh diệu thứ tư, thời hậu chủ lưu thiền, tức là 27 năm sau ngày Gia Cát Lượng mất. Nỏ này là loại nỏ mà Gia Cát Lượng đã cải tiến. Bác Trần Đồ trong phim Tam Quốc, mọi người có thể thấy Gia Cát Lượng vẫn căng dặn Khương Duy nếu lúc Lâm Nguy hay bị quân địch đuổi đến thì hãy bày quân theo bát trận đồ. Thế trận này của Gia Cát Lượng chưa ai phá nổi. Nhà thơ Đỗ Phủ thời nhà đường đã ca tụng Gia Cát Lượng là Công lớn trùm non nước thành danh bát trận đồ, sông tuôn đá chẳng chuyển, di hận chữa bình ngô. Trong Tam Quốc có cốt truyện Lưu Bị vì nóng lòng trả thù cho quan Vân Trường mà bị đại tướng quân Đông Ngô là Lục Tốn đánh bại và ráo riết truy đuổi. Khi gần đến bến Ngư Phúc, Lục Tốn thấy phía trước có một luồng sát khí xông thẳng lên trời. Càng về chiêu thì sát khí càng nhiều, Lục Tốn do dự, sai người thân tín đi xem xét kỹ. Kết quả là bên bờ sông có xếp các đống đá lớn, không một bóng người. Lục Tốn càng nghi, cho gọi thổ dân đến hỏi. Thổ dân thưa, Nơi này gọi là Bến Ngư Phúc và các lượng khi vào trục đã luyện binh ở đây, lấy đá xếp thành trận thế trên bến sông. Từ đó trở đi, thường có khí tuôn như mây. Lục Tốn nghe xong cưỡi ngựa lên sườn núi xem thạch trận. Thấy đá xếp bốn phương, tám hướng, đều có cổng, có cửa. Bèn cười nói, đây là tà thuật làm mê hoặc người, có ích lợi gì đâu. Rồi xuống núi dẫn quân xông thẳng vào trận trong xem xét. Đào ngờ, lục tốn xông vào trận sông thì không tìm được lối ra. Đại quân nước ngô hoàn toàn bị nhốt vào trận đồ mà không thoát ra được. Sau đó, may có nhạc phụ của Gia các Lượng là Hoàng Trường Ngạn đã chỉ được nên lục tốn mới thoát ra được. Hoàng Trường Ngạn cho biết, con rể ta khi vào thục có bày thạch trận ở đây, tên gọi là Bát Trận Đồ. Trước khi ra đi, có dặn lão phu là, sau này có đại tướng Đông Ngô bị mê trong trận thì đường dẫn ra. Lão Phu ở trên núi thấy tướng quân đi từ cửa tử mà vào trận nên biết là không hiểu trận. Chắc hẳn là bị mê. Lão Phu bình sinh hiếu thiện không nỡ để tướng quân bị hãm ở đây nên đưa ra theo cửa sinh vậy. Tốn hỏi, ông có học được trận pháp này không? Tựa ngàn đáp, biến hóa vô cùng, không thể học được. Tốn kinh hoàng xuống ngựa, bái tạ mà về. Đến trại thang rằng, khổng minh đúng là ngọa long ta không bằng được, rồi hạ lệnh trút quân. Bác trận đồ căn cứ theo bát quái, tức là tám quẻ, càng khôn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài, mà bay thành tám trận chính là thiên phúc, địa hải, long phi, Xào bàn, hổ dực, điệu tường, phong tán, vườn thùy, được án theo bát môn, tức là tám cửa, là sinh, thương, đổ, cảnh, tử, kinh, khai, hưu. Trong trận lấy 5 người làm một ngũ, tức là ngũ hành, 55 người thành một đội. 55 là số sinh thành của trời đất, trời 25, đất 30, 8 đội thành một trận, tức là 440 người, 8 trận thành một bộ, tức là 3.520 người, là trận tiểu thành, 8 bộ thành một tướng, tức là 28.160 người, là trận trung thành và 8 tướng là một quân, tức là 225.280 người, là trận đại thành. Từ bắt quái sinh ra trùng quái tức là 64 quẻ, lấy 8 làm cơ sở mà nhân lên, càng đông người thì trận càng lợi hại. Bàn cờ khổng minh Nhằm giúp quân sĩ giải trí, khổng minh đã chế ra loại bàn cờ với luật chơi trí tuệ nhưng đơn giản. Nay gọi là bàn cờ khổng minh. Quy tắc trò chơi lại cực kỳ đơn giản, tuy nhiên biến hóa thì vô biên, làm cho người chơi cảm thấy vô cùng thích thú. Đèn khổng minh gia cát lượng làm ra loại đèn này nhằm phát tín hiệu quân sự đèn bay lên trời nhờ sử dụng khí nóng ngày nay người ta vẫn sử dụng đèn khổng minh vào các dịp lễ tết loại đèn này làm dễ nên ngày nay vẫn dùng người ta còn gọi là đèn trời thiên đăng khổng minh đăng hay đèn khổng minh miệng đèn là một thanh tre được làm như cặp rổ đường kính dài ngắn đèn cao hay thấp tùy ở người làm Thông thường, đường kính miệng đèn thì rộng khoảng 0,8m và thân đèn thì cao khoảng 1m. Miệng đèn làm khuôn để phất giấy. Giấy phất đèn được làm bằng giấy bản hoặc giấy gió, có độ dài bền, chịu được sức đẩy của gió. Bất đèn làm bằng sợi vải tẩm với mỡ lợn. Từ miệng đèn có sợi dây để buộc bất đèn. Khi đốt thì người ta giữ cho đèn thăng bằng, rồi châm lửa vào bất. Lửa làm cho loãng không khí trong lòng đèn. Khí nhẹ làm cho đèn bay từ từ lên gặp gió nhẹ, đèn sẽ bay cao, bay xa. Đèn có thể bay cao khoảng 1 km và bay xa từ 5 đến 10 km. Ngựa gỗ, trầu máy. Khi Gia Cát Lượng ra kỳ sơn phạt ngụy, tình thế khiến cho Gia Cát Lượng phải tính kế lâu dài, đánh nguy, Việc chuẩn bị lương thực rất quan trọng, việc vận chuyển lương thực rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Để khắc phục khó khăn này, thì Gia Cát Lượng đã sáng chế ra ngựa gỗ và trầu máy. Ngựa gỗ có cơ cấu máy móc ở bên trong, ngựa gỗ tự đi khoảng 10 km, mà không cần lực đẩy, cứ hết 10 km lại cài lại cơ cấu bên trong để chạy tiếp. Chiến xa, để công phá cổng thành địch thì Gia Cát Lượng đã chế tạo ra chiến xa. Sau đó bộ binh sẽ đi theo tràn vào thành địch. Khóa khổng minh những miếng gỗ được cài vào nhau rất thông minh, cài vào đã khó và tháo ra thì càng khó hơn. Thời khổng minh và sau này thì sáng chế này đã được dùng nhiều trong xây dựng, nay là trò chơi trí tuệ còn phổ biến ở Trung Quốc. Bánh bao sau khi 7 lần dùng diệu kế bắt được Nam Mang Vương Mạnh Hoạch và khiến cho Mạnh Hoạch tâm phục khẩu phục xong và các lượng bèn trao trả tất cả đất đai đã thu hoạch lại cho Mạnh Hoạch và các đồng chủ rồi về nước. Bây giờ thì đang giữa tháng 9, tiết thu mát mẻ, Mạnh Hoạch và các đồng chủ, tù trưởng lớn nhỏ đều đến tiễn đưa. Khi vừa tới sông Lô, tức là Lô Thủy, bỗng thấy mây đen mù mịt kéo đến, cuồng phong nổi lên dữ dội, bên mã không thể nào sang đòi được. Khổng Minh bèn dây lại hỏi, Mạnh Hoạch thưa, sông này xưa nay thường bị sướng thần tác oai gây hòa, ai qua lại trên sông phải cúng tế mới yên. Khổng Minh hỏi, tế bằng vật gì? Mạnh Hoạch đáp, Trước kia thì mỗi khi sướng thần nổi giận, dân trong nước dùng 7749 cái đầu người với trâu đen, dây trắng đem cúng tế, thì tự nhiên sống sẽ lặng im. Khổng Minh lắc đầu bảo, chiến tranh vừa xong, tan tóc vô số, ta làm sao nỡ lòng giết hại thêm người nữa chứ. Nói xong thì bèn thân hành đến bờ sông Lô xem xét, quả thấy âm phong thổi mạnh, sóng nước tung cao, khí thế hung hãn, người ngựa đều sợ, Khổng Minh cho tìm thổ dân tới hỏi, thì họ bẩm. Từ ngày thưa tướng đem binh qua sông thì đêm đêm nơi đây cứ nghe tiếng ma gào quỷ khóc, ầm ĩ gây rợn. Thỉnh thoảng trong đám mây mù lại còn thấy lờ lờ hình dạng của binh ma tướng quỷ, vì vậy lúc sau này không ai dám qua sông. Khổng Minh thở dài nói, đây là tội lỗi của ta. Trong lúc giao tranh thì quân ta và những người mang bị chết ở đây vô số kể. Có lẽ vì oan hồn oán quỷ mà không được giải thoát nên họ mới tụ tập ở đây để than khóc. Vậy tối nay ta phải đích thân ra cúng tế mới được. Bọn thủ dân nói, nếu tế thì phải theo lệ cũ, phải giết 49 người lấy đầu làm lễ vật, thì họa may các oan hồn mới tan đi. Khổng Minh nói, chỉ vì người chết ổn mà có oan hồn, lẽ nào ta lại giết oan thêm nữa, ta đó có cái hay, các ngươi đừng sợ. Nói xong, bàn truyền lệnh mẫu trâu đen, dây trắng, sai nhào bột nặng thành 49 cái đầu người, nhét thịt trâu, thịt dê vào bên trong, gọi là mang đầu để thay thế cho đầu thật cành bà đẹp ấy và các lượng say bày hương án nơi bờ sông Lô đốt 49 ngọn đèn kề, diện cờ trắng chiêu hồn, bày lấy vật lên án, đặt 49 cái mang đầu dưới đất, rồi đọc bài văn tế chiêu hồn các tướng sĩ chết trận. Lệ văn thống thiết bi ai, mọi người có mặt đều xúc động, lệ xa ròng rồng, khổng minh ngước nên nhìn, thấy trong đám mây đen phản phất có bóng hàng ngàn hồn ma ông bàn truyền đem tất cả lễ vật đổ xuống sông hôm sau thì cổng minh dẫn đại quân ra bờ sông lô thì thấy trời quang mây tạnh sóng lặng gió êm quang binh qua sông yên ổn người người vui mừng món bánh bao ra đời từ đó rồi được biến chế cải cách qua nhiều triều đại sau này xuất hiện với nhiều hình dạng khác nhau phổ cập nhất là loại bánh bao nhân thịt heo có sen một ít lạp xưởng trứng luộc củ hành và một vài gia vị khác huyền bí tv kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí tiên tri phù thủy chấn yểm lời nguyền hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào